Một câu hỏi tiếp theo chúng con xin được hỏi thầy Tịnh Hải, vì chúng con có nhiều cái thắc mắc lắm. Con xin hỏi thầy là hộ niệm thì có cần theo một cái quy luật nào không? Quy luật ấy là ai nghĩ ra? Có tài liệu nào cụ thể không ạ? Kính xin thầy từ bi giảng giải cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Hộ niệm rất cần quy luật chư vị ơi. Nếu mà chúng ta đến hộ niệm cho một vị đại cao tăng tu hành đắc đạo đã ngộ được chân tâm tự tánh rồi thì đơn giản lắm. Giới luật quy pháp Ngài đã biết rồi, Ngài đã gìn giữ rồi. Chúng ta chỉ đến chia phước, tức là chúng ta hộ niệm tiễn đưa Ngài, tức là niệm Phật cho Ngài, không còn gì cả. Tại vì quy luật các Ngài đã nắm vững, nhất là chư tổ trong Tịnh Độ Tông các Ngài nắm vững hơn nữa. Nếu mà chư vị đi hộ niệm cho một người phàm phu tội chướng sâu nặng, tâm ý mê mờ, vướng chấp đủ điều, thì xin thưa với chư vị phải kiên trì nhẫn nại, gỡ từng cái mối rối một, gỡ từng cái sơ suất một. Chúng ta đừng nghĩ rằng phàm phu chúng ta lâu lâu tới chùa tu hành là chúng ta không có sơ suất, không có rối loạn, không có chấp trước đâu nha chư vị. Chấp trước âm thầm nằm trong tâm, ở ngoài mặt chúng ta không biết đâu, mà khi hộ niệm chúng ta gợi chúng ta thấy rõ ràng trong đó chư vị. Chính vì thế cái quy luật của hộ niệm, nếu mà chư vị không gìn giữ thôi chịu thua, không gỡ được. Ví dụ như hồi nãy Tịnh Hải nói là một người sợ chết, mà người ta cứ nói tôi không sợ chết, tôi không sợ chết. Nhưng mà đến lúc bác sĩ MC đấy, MC bác sĩ báo cáo rằng cái bệnh của chị không cách nào cứu chữa được, người ta khóc trước mặt bác sĩ thì mắc cỡ, nhưng mà về nằm trên giường đêm đêm rơi nước mắt, nước mắt đến nỗi mà đẫm luôn chiếc gối mà không hay, chưa vậy biết không? Đó là cái tình chấp của họ đấy. Nếu mà không gỡ ra được thôi chịu thua, không cách nào có thể giúp cho người đó vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên mong chư vị phải nhớ, vì gỡ ra như vậy cho nên mới còn cái quy luật, cái giới luật. Có nghĩa là bắt buộc đầu tiên là chư vị thấy cái quy định của gia đình và người bệnh như thế nào. Chị có tin không? Bác có tin không? Phải tin tưởng là cái đầu mối. Như vậy tin tưởng là cái quy luật để hộ niệm. Tin tưởng này nằm ở đâu chư vị? Hãy mở kinh, mở điển ra coi từ cái pháp hộ niệm có phải chú trọng cái niềm tin không chứ vậy? Đúng không? Rồi bây giờ cái niềm tin xong rồi, bây giờ cái thực hành, muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc không? Nếu người nói tôi không muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì không muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là phạm cái quy giới của pháp hộ niệm rồi. Bây giờ chưa vị mà tới hộ niệm, đem cả 1.000 người tới hộ niệm cho một người quyết lòng không vãng sanh thì cũng không bao giờ thành công. Chư tổ nói dẫu cho chư vị tu hành cao giỏi tới đâu mà không tha thiết vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì ân tổ nói niệm Phật mà công trạng đến nỗi mà gió thổi không qua, mưa rơi không lọt cũng không được vãng sanh. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói là niệm Phật mình có nhất tâm bất loạn là câu nói Ngài không mỉa mai đấy, cũng không được vãng sanh. Như vậy thì hỏi rằng là cái quy giới của pháp hộ niệm nằm ở đâu chứ vậy? Nó nằm ở đó chứ đâu. Pháp hộ niệm niệm Phật vãng sanh là giúp cho người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, là giúp cho người đó tự họ thực hành đúng tông chỉ của pháp niệm Phật để họ vãng sanh.
Chứ người đó mà không làm được thì đành rằng phải chấp nhận theo nghiệp thọ nạn cho người ta không được vãng sanh. Như vậy thì muốn để cho người đó mà thực hiện cho được, chư vị thấy có quy giới không? Rõ ràng có mà. Ví dụ như hồi nãy anh Dòm nói là chư tổ cấm không cho ăn ngũ tăng, là cái quy giới của pháp hộ niệm. Nếu những vị nào mà tự khả năng mình có thể tự lực niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì không cần ăn cũng được. Nhưng mà như trong kinh của Phật vậy, một người nào mà muốn đạt được cảnh giới tam muội của Lăng Nghiêm đại định thì nhất định phải cử tuyệt cái chất ngũ tâm. Thì Lăng Nghiêm đại định chính là cái nhất tâm bất loạn của cái pháp niệm Phật. Danh tự khác nhau nhưng mà ý nghĩa hoàn toàn giống nhau, chưa bị thấy rõ ràng không? Đối với Thiền Tông thì gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật chính là cái cảnh giới lý nhất tâm bất loạn. Những người nào mà thực và đi vào cái lý nhất tâm bất loạn thì không còn gì khác. Nhưng mà trong kinh nói là muốn lý nhất tâm bất loạn phải cử tuyệt cái mông này, mà nếu người nào dùng thì làm sao được. Chính vì thế vô tình cái này là một cái quy luật của cái pháp hộ niệm. Mình phải nói thẳng, nếu những người nào mà gia đình nào không kiên cử, mình khuyên một lần, hai lần, ba lần mà người ta quyết lòng không tin, tức là niềm tin của họ yếu, người ta không tha thiết, thì chúng ta đành phải chấp nhận là chúng ta không còn duyên nữa, tại vì người ta đã phá mất cái quy giới hộ niệm. Ví dụ như hộ niệm Phật vậy là phải chuyên trong chuyên, giáp tạp giáp đoạn làm một cái đại kỵ. Mà Hòa Ngài Tịnh Không nói kỵ trong kỵ, tối kỵ trong kỵ là cái giáp tập. Nhưng mà chúng ta đi hộ niệm, chúng ta đi bày vẽ đủ điều để cho sinh giáp tập ra, làm sao mà có thể giúp cho người đó chuyên lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc được. Như vậy rõ ràng chứ, phải thấy cái quy luật của pháp hộ niệm nó nằm gọn trong cái quy luật của pháp môn niệm Phật cầu sanh Tây Phương, mà chúng ta phải liệt ra từng điểm cụ thể để chúng ta nương vào đó mà hướng dẫn gia đình, hướng dẫn người bệnh làm cho đúng, phải không chứ vị? Ví dụ như là chị ơi, chị còn ghét cái bà Tám đó nha, phải bỏ cái ghét đi nha, nha cụ. Tại vì mình đi làm Bồ Tát là Bồ Tát có tâm từ bi thương tất cả chúng sanh, nhất còn ghét một người thì mất vãng sanh. Đây là cái quy luật của chư tổ, bắt mình phải buông tình chấp ra rõ ràng. Chỉ vì buông tình chấp thuở giới gian ra là cái quy luật để cho mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà cái ban hộ niệm làm sao nói rộng được, nói từng điểm từng điểm từng điểm. Như vậy phải còn nghe lời ban hộ niệm là như vậy. Cho nên thí dụ như một người nào đó mà mình tới hộ niệm, mình nói một câu mà người ta cãi một câu, thì họ cãi mình đâu có phải là mình là quy luật, mà họ cãi mình trước đó là người ta không tin, người ta không muốn vãng sanh, người ta không làm theo lời hướng dẫn của ban hộ niệm. Thì làm sao sau cùng mình hướng dẫn cho họ, họ làm đúng để mà họ vãng sanh? Rõ ràng là tự mỗi người phải làm đấy. Người bệnh phải làm để mà người ta vãng sanh. Nếu người bệnh không làm nằm ì đó, dẫu cho mê măng bất tỉnh hay bị đổ lạc cũng đành phải chịu thua, tại vì người ta không làm, tức là tín nguyện hạnh người ta không đúng. Tín hạnh nguyện người ta không đúng thì A-di-đà Phật cũng đành phải bó tay, không thể nào bắt buộc một người không muốn vãng sanh mà Ngài thì trói tay trói chân kéo người ta lên đó được. Không bao giờ có như vậy. Tại vì luôn luôn chư vị phải nhớ là Phật dạy là tất cả đều do tâm của mình thực hiện con đường giải thoát. Chứ Phật không vậy, là tất cả do Phật định đoạt. Ngay cả cái nghiệp chướng của mình không phải là nghiệp chướng định đoạt tương lai của mình, mà nghiệp chướng chỉ phá rối con đường tu hành của mình. Còn cái đường vãng sanh, cái đường giải thoát, cái đường thành đạo vẫn là do chính tâm của mình thực hiện. Cho nên có những người tội chướng rất sâu nặng, nhưng khi gặp được cái pháp niệm Phật, họ quyết lòng tin tưởng, họ thành tâm sám hối, họ quyết chí niệm Phật, họ nguyện vãng sanh, nhẫn đến 10 niệm mà không được vãng sanh A-di-đà Phật, thề không thành Phật. Đây là cái đạo lý nhất thiết duy tâm tạo, vạn pháp duy tâm của chư vị mà
hình thành tương lai. Như vậy thì rõ ràng nếu mà muốn đạt được cái đạo lý tột cùng này, làm sao mà không có giới luật được. Cho nên nếu mà một người nào đó nói là tới gia đình bắt là chết xong là cho tôi phải tắm rửa liền, tôi bỏ vô quan tài liền, thì những người này không tin vào pháp hộ niệm, không tin vào những người hộ niệm, làm sao chúng ta có thể phá giới được, phải không chư vị? Nhớ cho kỹ. Cho nên tất cả đều có quy luật. Quy luật nằm ngay ở lời tổ, quy luật nằm ngay trong kinh Phật. Chư vị ơi, mau mau điều tra cho kỹ, nghiên cứu cho kỹ coi có phải là giới luật của pháp hộ niệm ngay trong đó chứ không đâu cả. Tại vì chúng ta không để ý. Có nhiều người cứ lấy cái chuyện mà tình chấp thế gian, tại sao không cho tôi trôn sớm cho tới ngày tới giờ. Ngày giờ là chuyện của thế gian, còn chuyện cứu người vãng sanh là chuyện xuất thế gian của Phật Pháp. Làm sao chúng ta có thể coi như là hoàn thành tất cả đôi bên, đi bên nào phải đi một đường, đường nào phải đi một đường, chứ thế nào đi hai đường mà thành được, đúng không chứ vậy? Cho nên tất cả phải tùy duyên mà chúng ta làm đạo vậy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật là dài và lại giòn giã nữa, để cảm niệm tri ân công đức của thầy Tịnh Hải đã từ bi giảng nói, chia sẻ cho chúng con, để chúng con thấy rõ được cái quy luật vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, quy luật của hộ niệm là cần phải giữ gìn vững chãi, để đời này chúng con tích được phước báu, đời này chúng con hành như lý như pháp, đời này chúng con có phước phần có mặt nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật ạ.